Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới được vui vẻ, tâm an, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc nha cô chú anh chị và các bạn. Dạ, xin thưa cô chú anh chị và các bạn, thì cái vườn mai của em từ bữa 25 đến bữa nay thì em đã tưới dưỡng rễ và hữu cơ cho nó theo định kỳ rồi. Và em cũng đã ra video cho anh chị xem cách tưới thực tế của em rồi. Thì bữa nay là chiều ngày 27 tháng 7 âm lịch, vườn mai của em thấy có dấu hiệu bị sâu và bọ chỉ tấn công rồi. Vì vậy em ra cái video này để pha thuốc trị sâu và bọ chỉ và phun thực tế cho anh chị xem. Thì cái cử mà em phun thuốc sâu và bọ chỉ trước là em có cộng vào cái thằng B1. Thì cái thằng B1 đó là nó giúp cho cái lá mai mình xanh tốt, tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây mình đi đọt. Thì từ bữa phun tới bữa nay là ngày 27 tháng 7 âm lịch thì cũng trên 10 ngày rồi. Thì bữa nay thấy sâu và bọ chỉ nó xuất hiện. Vì vậy bữa nay tới cử phun thì em sẽ phun cho anh chị xem. Thì cái cử phun này em cũng cộng vào đa chung vi lượng để nhằm mục đích giúp cho lá mai của mình nó dày hơn, xanh tốt hơn và giúp cho cây mai mình nó đi đọt mạnh trong cái giai đoạn này. Và giúp cho cây mai mình nó phân bón mầm hoa và tạo nụ, và giúp cho những cây nào đã có nụ rồi sang chắc hơn. Thì chút nữa em sẽ cho anh chị coi em phun đa chung vi lượng gì ha. Thì đầu video này em sẽ quay cho anh chị xem một số lá mai này nó có cái hiện tượng bị thiếu cái gì, và cái con bọ chỉ nó ăn như thế nào, rồi sâu nó ăn như thế nào, để cho anh chị mới tập chơi mai phân biệt rõ hơn để anh chị chăm sóc cây mai anh chị càng ngày nó càng giỏi hơn ha, và mang lại kết quả. Thì cái cây mai chỗ này em thường làm video chia sẻ đó, cây mai chỗ này em đã bán cho khách rồi. Thì bữa nay em cũng vừa gói lại đó anh chị, em vừa gói lại đó, em làm xong video này rồi em sẽ chở giao cho khách. Thì chừng nữa em sẽ làm video ha, anh chị sẽ không thấy được cây mai chỗ này ha anh chị. Còn cây mai chỗ này thì em cũng đã bán rồi nè, cây mai này nè, cây mai này Tết người ta lấy rồi, cây mai thọ hương lớn trong đó đó, cây mai thọ hương lớn mà em thường làm video đó, cây đó người ta cũng đã mua rồi, thì Tết người ta mới lấy anh chị. Cây này là tới tháng 10 là em giao rồi, còn cây kia Tết mới lấy. Nói chung là em chăm cây nào nó vừa tình hình là em bán lai dai hết trơn anh chị. Rồi mình kiếm những cây khác mình lắp lại nè, nè nó nè. Rồi trước tiên là em cho anh chị mới tập chơi mai xem cái cây mai có bộ lá bình thường là như thế nào ha. Đây anh chị hãy quan sát cái màu lá của cái mai này. Đó, cái màu lá của cái mai này, và anh chị hãy quan sát cái lá non nè, đọt non nè. Anh chị đứng gần xa nhìn lại cây mai này, anh chị thấy cái màu lá của cây mai này rất đẹp, xanh mướt bóng và đọt nó ra khá mập, xanh mơn mởn. Thì mình phân tích ra cây mai mình nó bình thường ha anh chị. Nhưng mà cái cử phun này mình cũng vẫn phun luôn để hỗ trợ cho nó càng ngày nó càng đẹp hơn, cho cây mình càng ngày nó càng mạnh hơn. Còn cái lá mai này, đây anh chị hãy nhìn cái lá mai non này, anh chị thấy nó hoàng 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 nè, thấy chưa? Cái này gọi là bệnh hoàng lá gan xanh, nhưng mà ở mức độ nhẹ. Thì cái bệnh hoàng lá gan xanh này ở đâu ra anh chị? Nó do cái chất trồng của mình không à, dư ẩm hoặc là thiếu nước nó cũng bị nữa, mà dư nước nó cũng bị nữa. Mà nhưng mà cái thông thường bệnh hoàng lá như thế này á, xuất hiện nhiều á là do dư nước chiếm khoảng 80%. Còn vấn đề mà thiếu nước á, nó cũng bị nhưng mà chiếm tỷ lệ nó hơi nhẹ, khoảng 20% thôi. Vì vậy cây mai mà nó khô hạn á, nó không đến đổi. Còn cây mai mà nó dư nước á, rất là nguy hiểm. Thì đây gọi là bệnh hoàng lá gan xanh, thì nó do nó thiếu hụt đa chung vi lượng, ví dụ như là thiếu canxi nè, mai nhơ nè, sắt kẽm này kia. Vì vậy cái cử phun này để giúp cho cái lá mai của mình á nó xanh tốt lên giống như cây mai mới nãy. Còn cây nào lá nó đã xanh tốt rồi, mình cũng vẫn phun để hỗ trợ cho nó càng ngày nó càng đẹp hơn là như vậy. Còn đây là bọ chỉ ăn ha, bọ chỉ ăn là như thế này. Đây bọ chỉ ăn nè, anh chị hãy nhìn cái lá mai già này nó bị bọ chỉ ăn. Đây là nó ăn lúc mà còn non á, nó ăn một hai cái cử trước anh chị. Thì sau khi mình phát hiện ra nó ăn rồi,
thì mình phun thuốc nó hết, nó không có còn ăn nữa và nó cũng không có lây qua những cái đọt nó đang ra. Khi mà nó ăn rồi thì cái lá của mình nó biến dạng cho tới thời điểm này như thế này. Còn cái đọt non này nè, anh chị nhìn nè, anh chị nhìn nó thì thấy cái đọt non mình á, cái lá nó nhỏ, nó teo tớp, co cụm lá và đen đầu đọt á, thì cái con bọ chỉ nó ăn là như vậy anh chị. Thì hiện tại giờ cái vườn mai của em thấy bọ chỉ ăn nó cũng ít. Ngày hôm qua em nhìn thấy có một hai cây mai nó bị bọ chỉ ăn anh chị. Đây nè, anh chị hãy nhìn cái lá mai non này ha. Đây là nó có dấu hiệu bị bọ chỉ ăn nhẹ nè. Nè, bị bọ chỉ ăn nhẹ này ha. Nó làm cho cái lá mai anh chị teo tớp biến dạng nè. Và anh chị hãy nhìn vào cái chấm 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 nè. Đây là bọ chỉ nó gặm nhấm rồi ha. Em thì em kêu đơn giản là bọ chỉ nó ăn thôi anh chị. Còn những người mà kêu đúng bài luôn á là bọ chỉ nó hút chích. Còn em thì em kêu là nó ăn đi cho nó mau lẹ anh chị. Nó thì đây là cái dấu hiệu bọ chỉ ăn ha. Ở mức độ nhẹ, còn ăn nặng thì giống như cái lá mai già mới nãy mà em quay đó. Còn nặng nữa là nó ăn luôn cái đọt nè, nó đen đọt. Nó làm cho cây mai anh chị á nó bị đứng đọt. Thì đối với cái đọt mà nó đang ra và bộ lá nó có một cái mắt xích rất là chặt chẽ, khi mà anh chị không phun thuốc bọ chỉ thì cái con bọ chỉ nó sẽ ăn làm cho cái đọt mai của anh chị á đang đọt và teo tớp lá thì sao anh chị, thì cây mai anh chị nó sẽ bị đứng đọt và nó không đi tàn. Vì vậy mình phải phun để hỗ trợ cho cây mai mình tiếp tục đi tàn, lá luôn xanh tốt là như vậy. Rồi anh chị hãy nhìn cái lá mai già này ha. Nè, cái lá mai già này nó cũng giống như là cái lá mai mà nãy em quay á. Đây bệnh là đây gọi là bệnh vàng lá khăn xanh. Như là nó thiếu hụt đa chung vi lượng anh chị, thiếu manhơ, canxi, sắt đồng này kia nọ. Cho nên mình phun cái loại này để hỗ trợ cho lá mai của mình nó càng ngày nó càng hoàn hảo hơn. Anh chị hãy nhìn kỹ cái mai này, nụ rất ngon nè. Cây mai này nó bây giờ nó đã vào nụ cũng khá ngon. Thì cái cử phun này nó cũng hỗ trợ cho những cái nụ này chắc khỏe hơn và giúp cho cái màu lá cây mai mình á xanh tốt hơn, quang hợp tốt hơn, để nó trao đổi chất để mà nó làm nụ ha anh chị. Thì cái màu lá và cái bộ lá, bộ tàn nó rất là quan trọng. Bộ lá mai nó không đẹp, màu lá nó không xanh, bộ tàn nó ít thì tất nhiên sao anh chị, nụ cây mai anh chị nó sẽ không đạt. Rồi bây giờ em mời anh chị theo chân em ha. Đây, cây cúc tổ hương này em đã bán rồi ha. Cây này Tết người ta mới lấy anh chị. Dạ đây là cái thùng phi. Em chứa như thế này là 80 lít nước ha anh chị. Còn em chứa đầy ngay chân chỗ cái miệng quay á là 100 lít. Còn em chứa lưng xuống miệng quay á là 80 lít ha. Bởi vì vườn mai của em canh 80 lít là vừa anh chị. Đây là thuốc trị sâu, bọ chỉ, nhện vé, tất cả con trùng. Mắt Yono ha anh chị. Đây là gói lớn ha. Đây là gói lớn em mua nè, Mắt Yono. Là nó nè. Cái này là cái dạng gói nhỏ. Gói này của em là 4 gram. Còn gói này là gói lớn ha. Có tính lưu dẫn rất nhanh và mạnh. Hiệu lực rất cao với rầy nâu, chày xanh, chích hút, khối lượng tịnh 4 gram. Ở đây là cái thằng Atara ha. Atara này của em có khối lượng là 1 gram. Thuốc trừ sâu Atara thì nó cũng đặc trị giống như là cái gói này anh chị, trị sâu, rầy nâu, rồi nhện. Thì hai thằng này cộng lại là 5 gram ha. 5 gram cho 8 lít nước. Này là Mát Juno. Này là Atara, hai này cộng lại là 5 gram cho 8 lít nước. Anh chị muốn phun cái con bọ chỉ nó hiệu quả tuyệt đối thì anh chị nên pha đúng như thế này ha. Còn đây là cái thằng cơm bi ha anh chị. Anh chị mua cái loại cơm bi này giống như em phun thì nó cũng ngon. Còn không có giống như em thì anh chị phun thằng cơm bi Nhật ha. Hoặc là cơm bi hữu cơ mà em thường hay chia sẻ đó. Mấy thằng đó nó cái công dụng cũng giống hệt như cơm bi này anh chị. Thành phần nè, canxi 15%, lưu huỳnh 13%, kẽm 8.000, sắt 15.000, mangan
4.000, đồng 3.000, bo 1.000, độ ẩm 3%. Công dụng: cung cấp đầy đủ dinh dưỡng chất chung quy lượng thiết yếu cho cây trồng ở dạng dễ hấp thu, tăng tỷ lệ đậu hỏa, ngăn chặn hiện tượng rụng hoa, quả non và hiện tượng thiếu hụt chung quy lượng, giúp cây trồng phát triển toàn diện, tăng cường khả năng quang hợp, trao đổi dưỡng chất, nâng cao hệ thống miễn dịch, chống chịu nhiệt, loại sâu bệnh hại chết do thời tiết. Có nghĩa là cái thằng này nó tăng sức đề kháng cho cây, giúp lá mai mình xanh tốt, tăng cái độ quang hợp của cây, giúp nụ mai mình chắc khỏe và sáng chắc. Thì nói chung nó nôm na là như vậy anh chị. Gói này của em có khối lượng là 25g. Thì nó hướng dẫn mình sử dụng nè, 25g đến 50g cho 200 lít nước ha. Phun định kỳ 7 ngày một lần, phù hợp với nhiều loại rau màu, cây ăn trái và nhiều loại cây trồng khác. Thì cái thùng này của em là 80 lít, 80 lít ha. Thì em sẽ chế ra, em sẽ lấy nguyên một gói này luôn. Một gói này là pha được 100 lít đó anh chị. Một gói như thế này pha được 100 lít. Nhưng mà cái thùng này của em nó 80 lít thì nó đã lỡ cỡ rồi, cho nên em cũng vẫn lấy một gói vẫn được nha anh chị. Trong này nó hướng dẫn mình là 25g đến 50g cho 200 lít nước. Còn nếu mà pha đúng liều thì mình chừa lại một miếng ha. Thôi chừa lại một miếng đi ha. Thôi vậy thì mình quyết định là mình chừa lại một miếng ha. Pha đúng như nó hướng dẫn, mình quyết định mình chừa lại một miếng. Cái gói này tới 100 lít là. Còn cái này có 80 lít à. Nếu mà là mẫu pha hết gói này thì nó dư quá, cho nên mình phải chừa lại miếng đi ha. Còn cái gói này á là 1g cho 8 lít nước. Gói này cũng vậy, gói này là 4g cho 8 lít nước. Rồi anh chị cộng lại bắt đầu nó sẽ ra thuốc, nó sẽ ra cái lượng thuốc và nước. Thì cái vấn đề này em đã chia sẻ rất nhiều video rồi. Thuốc này thì em chia sẻ lớt lớt như vậy là anh chị hiểu rồi. Bởi vì em chia sẻ rất nhiều video rồi ha. Rồi vậy thì em sẽ ngắt ngang cái đoạn video này một cái. Em ngưng cái đoạn video này một cái để em cắt miệng thuốc, em pha cho nó đàng hoàng tử tế rồi em sẽ phun cho anh chị xem ha. Rồi, em pha chừa lại miếng này ha. Em chừa lại miếng trong bịch này ha. Cái dạng này là cái dạng bột nha anh chị. Nó là cái dạng bột nè. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa là mình quậy cho đều lên ha. Thì em làm như vậy thì anh chị đã hiểu rồi, chỉ cần phun cái nữa là hoàn thành hết đó anh chị. Rồi video này em xin kết thúc tại đây ha, để em phun chiều nay cho xong cái vườn mai em, để em thôi chiều tối xuống chút là mưa cái là báo anh chị. Rồi video này em kết thúc tại đây ha.